Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình lại lên sàn cho bạn một vài con chim hiện tại ở nhà mình đã có cho các bạn nhé. Vừa rồi mình đã vào lại Bình Phước thì các bạn, thì đợt này mình sẽ gửi các cái tỉnh khu vực từ Bình Phước đổ ra ngoài Bắc. Đấy, đổ ra ngoài Bắc thì dọc trên quốc lộ 1A thì cho các bạn nhé, và các cái Sài Gòn, Bình Dương thì mình đều có thể mình gửi được. Còn các cái tỉnh miền Tây thì không biết là có gửi được hay không, thì mình cũng chưa liên hệ nhà xe cũng như là cái anh gửi hàng hay gửi hàng cho mình ở dưới Sài Gòn thì các bạn. Đấy, thì gửi về bến xe miền Tây mà không biết bến xe miền Tây các cái xe ở dưới đó nó đã có chạy hay không thì mình cũng chưa rành lắm. Đấy rồi, ok, bây giờ mình sẽ show cho bạn coi những con chim của nhà mình nhá. Ok, các bạn thấy không? Trên màn hình các bạn nó chính là hai con Sika nâu các bạn. Đấy, và một con si mái xám nha các bạn nhá. Và một em cú mini các bạn. Mình sẽ zoom cho bạn coi. Ở đây chính là con cú mini đây các bạn. Đấy. Đấy, hai con si lâu. Hai si nâu này và với một con si xám nha các bạn nhé. Các bạn thấy không? Những cái con chim mình mà mình bẫy được cái các bạn, mình bẫy quanh quanh ở chỗ mình ở rồi. Thì những con này thì mình chưa có băng keo lần nào hết đấy các bạn. Cho nên là con chim nông nà nó còn rất là đẹp nha các bạn nhé. Đấy, thường thường mấy con chim mà đã qua một vài lần cuốn keo rồi thì cái lông của nó sẽ rất là xấu luôn. Ok, bây giờ mình sẽ show cho bạn thêm một con diều ăn nữa nhá. Rồi, ok, các bạn thấy không? Trên màn hình các bạn nó là hai con diều ăn, một con đội mũ với lại một con si nâu các bạn. Chưa? Đấy thì bạn nào mà cần chim thì liên hệ với mình nhá. Diều ăn thì 400 và si nâu thì 400 nhá các bạn nhá. Ở cú mini thì 200. Còn si xám mái thì 350. Đấy. Hiện tại mình đang giá mức giá đó các bạn, nói chung là cũng rẻ hơn một số chỗ khác trăm hơn trăm rồi nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn cho bạn coi. Thường thường mình cho ăn thì mình sẽ tập cho đứng găng và cho nó ăn luôn đi các bạn. Những con này thì nếu mà mỗi người có một con thì cũng nhanh thôi. Cái điều là mình nhiều các bạn thì phải cho nó ăn tranh thủ nha. Ok. Ok, bây giờ mình bắt đầu cho nó ăn đi các bạn. Trên tay mình chính là con Sika nâu trống các bạn. Các bạn thấy không? Nông ná mà chưa có băng keo. Đấy, không có bị dính băng keo một tí nào thì nó sẽ rất là đẹp như thế này các bạn nhá. Thường thường thì mình sẽ những cái ngày đầu thường thường mình sẽ đút cho nó ăn đi các bạn. Đấy, đút cho nó ăn thì con chim nó sẽ nhanh hơn các bạn, chứ để nó đứng trên găng thì ngồi rất là lâu. Ví dụ như các bạn có một con thì các bạn có thể ngồi chờ đợi nó được. Chứ mình cho ăn cả 4-5 con mà cứ ngồi chờ vậy thì không mà đến nửa đêm ấy các bạn. Con này thì cho ăn nó cũng dễ thôi. Nếu mà chúng ta cho ăn thịt ngon thì nó sẽ rất là nhanh tự mổ ăn đấy các bạn. Những cái ngày đầu tiên thì chim nó còn mập thì chúng ta không cần phải cho nó ăn nhiều. Đấy. Cho nó ăn ở cái mức độ vừa phải đấy các bạn. Thì con chim nó sẽ nó đói hơn và chúng ta tập cho nó sẽ nhanh hơn đấy các bạn. Nếu mà chúng ta cho nó ăn no quá là con chim nó sẽ rất là lười ăn. Đấy, đôi khi chúng ta nuôi phải mấy ngày thì 4-5 ngày tuần nó mới chịu mổ ăn. Đấy, nếu chúng ta cứ cho nó ăn mức độ ví dụ như bình thường nó ăn khoảng tầm 30 gram thì chúng ta cho ăn khoảng 20 gram thôi. Chúng ta vừa ăn vừa cho xịt nước cho nó các bạn. Thì mình sẽ cho ba con chim ăn. Thứ nhất là con si cái này các bạn. Cho si này ăn, sau đó là cho con diều ấn. Và cuối cùng là cho một con cú mini nó ăn nhé các bạn nhé. Đấy, cho ăn thì mấy ngày đầu như thế này thôi, nếu mà mình mà có thời gian thì mình men ninh nó khoảng tầm tiếng 2 tiếng bắt đầu nó đứng găng quen quen đấy các bạn, thì mình lấy cái thịt đỏ như này thì mình nhổ là nó mổ nó ăn đi mà. Kể cả những cái con này mình mà có thời gian thì mình cũng làm như thế, thì trong vòng 1 tiếng là nó sẽ đứng găng và nó mổ ăn thôi.
Để loại là những cái dòng chim săn mồi này thì chúng ta phải mening kỹ. Mening kỹ một tí là con chim nó sẽ ăn thôi. Mình thường thường cho nó ăn cút ý các bạn. Cho ăn cút thì nó làm nó nhanh mà nó dễ làm các bạn. Làm thịt chuột thì cũng được, cái điều bắt con chuột mà làm thịt cho chim ăn thì nó hơi cầu kỳ các bạn. Cút thì nhổ lông cắt tiết xong cái băm ra thôi. Thì những con chim như này mới đầu các bạn thì chúng ta băm cả xương cho nó nhừ ra các bạn. Vì những con bổn như này mới về mà chúng ta mà cho nó ăn xương là nó không ăn đâu. Nếu mà để cả một miếng to mà có cả xương này, con chim nó sẽ nè ra ngay. Theo kinh nghiệm bao nhiêu năm của mình nó là như vậy. Đấy, cho nên là cái xương thì chúng ta vẫn phải cho ăn nhưng mà chúng ta băm cho nó nhuyễn ra một tí. Khi nào mà con chim nó khó nuốt quá ấy các bạn, bởi vì cái thịt này nó dẻo ấy các bạn, nó dẻo nó dính nó không nuốt được thì chúng ta xịt nước vào cho nó. Vừa nhất này vừa cho nó uống, thứ hai nữa là cho nó dễ nuốt. Con chim này cực đẹp luôn. Đấy, mình tranh thủ cho nó ăn này xong là up clip cho anh em nhé. Rồi con này ăn vậy rồi các bạn. Như con này thì tập từng găng được rồi các bạn nhé. Ok. Ok, trên tay mình chính là con diều ấn các bạn thấy không? Vừa tháo mũ ra cho nên là nó hơi ngáo. Đấy, nông lá cũng rất là mượt nha các bạn nha. Những con này thì chưa có bị dính băng keo lần nào cho nên nông lá còn rất là tốt. Thì những con diều ấn này thì chúng ta cũng cho nó ăn, bởi vì mới đầu những cái con này nó hay há mồm các bạn, cho nên là chúng ta ngay ngày đầu thì mới về thì chúng ta sẽ đút. Đấy, đút nó há miệng ra thì chúng ta đút cho nó đút và chúng ta ấn sâu sâu một tí là nó tự nuốt thôi. Khi nào mà nó chưa nuốt thì chúng ta xịt cho nó ít nước. Chỉ ít nước thì nó sẽ nuốt xuống thôi các bạn. Miếng này nhỏ quá, không bỏ nuốt. Nhiều bạn cứ hỏi dòng dòng diều có săn được không? Thì tất nhiên là dòng diều thì ngoài tự nhiên nó vẫn săn được các bạn, nhưng mà về về tay con người thì cái bản năng của nó các bạn, cái bản năng của nó hiền, cho nên là khi mà nó nhìn thấy con mồi thì nó sẽ không đuổi các bạn, nó không đuổi những kiểu dòng ưng, cho nên là nó sẽ nhìn thấy con mồi nếu mà ấy quá là nó sẽ phản ứng không kịp các bạn, phản ứng không kịp là nó sẽ con mồi nó chạy mất thôi. Con mồi nó chạy mất thì nó sẽ không không bắt được mồi. Những dòng ưng thì khi nào mà con mồi nó chuyển động nó chạy thì nó sẽ đuổi theo các bạn, nó đuổi theo liền. Dòng diều thì diều trắng, black kid, hay đại bàng đen thì các bạn, nó vẫn là cái dòng diều thì người ta chỉ có chơi cảnh như là chơi lượn thôi, tập lượn. Đấy, thì những cái bạn nào mà ít tiền mà thích dòng to thì chúng ta có thể chơi đi diều ấn, diều black kai để nuôi và trải nghiệm đấy các bạn. Khi nào chúng ta đã có kinh nghiệm nuôi này thì chúng ta sẽ chuyển sang dòng ưng để đi săn. Đấy, có những cái người mà đã chơi dòng ưng chán thì người ta lại chuyển sang chơi dòng lượn. Đấy, người vì dòng các cái dòng diều đấy lúc nào nó cũng dễ nuôi hơn các dòng ưng đi các bạn. Dòng ưng lúc nào chúng ta phải ép cân. Đấy, khi mà ép cân thì con chim nó sẽ dễ bị chết hơn. Ép cân mà chúng ta mà không có cái cân điện tử, chúng ta cân đo đong đếm cái trọng lượng của nó các bạn, thường thường con chim nó sẽ ép sâu quá các bạn, ép sâu quá thì con chim nó sẽ dễ suy suy thì ra đi thôi.
Như bọn mình nuôi suốt thì bọn mình quen, mình nhìn nhìn con chim với lại sờ lườn con chim là mình biết được con chim này nó như thế nào, xem cái biểu hiện nhé các bạn, xem biểu hiện biết được con chim là nó có ổn định hay không. Những con buổi mới về như này thì cũng không nhất thiết là phải ấy đâu các bạn, không nhất thiết phải cho nó ăn thật nhiều đâu, làm sao mà để cho nó đói đói một tí, chúng ta tập chúng ta cho nó đứng găng cái thứ nó mổ nó ăn là mới dễ. Chúng ta mà cho nó ăn no suốt thì rất là khó tập, vì ngoài tự nhiên những con này đôi khi ngày thì được ngày không các bạn, ngày được ăn no ngày thì không có tí nào, vẫn sống khỏe mà. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lên sàn cho bạn thêm con cú mini nữa nhá, con này cho ăn vậy thôi các bạn, ăn xong thì mình sẽ cho uống nước. Đấy, còn bình thường nếu mà những cái dòng mà nó tự ăn rồi mình sẽ không cho uống nước, bởi vì thịt nó là nước đấy các bạn, thịt nó là nước rồi cho nên là không cần phải cho uống nước nhá. Rồi ok. Ok, trên tay mình chỉ là con cú mini các bạn. Con này thì cũng về hôm qua các bạn. Hôm qua tối hôm qua thì ngồi rất là lâu để nhử nó ăn được đấy các bạn. Này, quay đây cho khán giả xem. Khi nào mà nó ngậm trên miệng các bạn thì chúng ta sẽ vuốt vuốt ngực nó một tí. Ngồi kiểu này thì các bạn nhìn thấy rõ hơn. Qua thừa thức ăn cho nên là cho cứ nhả nha ngồi cho nó ăn. Nó ăn khá là nhiều luôn. Cú mini này thì 200 nha các bạn nha. Có cái cậu hôm nào có điện cho mình, cậu ở Long An thì phải, cậu bảo trước mua mình hai con cú mini mà nuôi đến giờ này mới chết, chăm giỏi thế. Cú mini thì nuôi một thời gian thì nó thuần, nó khá là vui như các bạn. Cú mini thì nó có thể ăn được cào cào rồi sâu các bạn, sâu cuy ấy, sâu mà cho chim cảnh ăn đấy các bạn, là nhái đấy, ăn khá là tạp. Để mà nó ăn nhiều chất nhất vẫn là cho ăn thịt các bạn. Đơn mình ngoài Bắc mình bắt cho cậu kia ba con cú các bạn, ba con cú mà chắc cậu đấy không không biết cho ăn cho nên là được mấy ngày nó chết, bảo không chịu ăn. Nói chung là những cái con dòng cú thì mình đã bắt cho ba con để về được con nọ mất con kia các bạn. 10 con cú thì nó sẽ mất khoảng tầm 1-2 con cú nó không chịu ăn đâu. Đấy, như con này thì nó chịu ăn đấy các bạn. Khi nào mà chúng ta giơ tay lên miệng nó các bạn mà nó cứ há miệng ra nó định mổ ấy, đấy mình sẽ cho nó mổ vào thịt và nó thấy thịt ăn được đấy, nó thấy thịt mà nó hay ăn được các bạn, nó hay ăn ấy thì nó nêm nếm vài cái là mình vuốt vuốt ngực cái là nó tự nuốt thôi đấy, còn cứ vất mồi đấy đôi khi bọn này nó không ăn đâu, chúng ta phải kích thích để cho nó ăn đấy các bạn. Thứ nhất là những ngày đầu tiên nó phải cho nó ăn ngon đấy, thứ hai nữa là chúng ta phải kích thích nó. Rồi ok, con cú mi đây này cho nó ăn vậy thôi các bạn, là cho nó ăn vậy thôi. Nhờ giờ cho nó uống tí nước nha các bạn nhé. Thì nước để rửa miệng nó, các bạn mình thấy cái miệng nó hơi dính tí máu, dính thịt, rồi mình kéo mình gỡ ra. Rồi ok, bạn nào mà
Cần chim thì cứ liên hệ với mình nhá. Bán mấy con nữa các bạn, kiếm tiền ăn Tết thôi. Chứ thực ra thì giờ nó cũng hết mùa, cuối mùa của chim bổ thì các bạn. Chuẩn bị nghỉ hết lượt rồi. Nghỉ hết thì chuẩn bị đi ấy thôi các bạn, chuẩn bị sang mùa đại bàng ưng non rồi. Tết đã bắt đầu có rồi các bạn. Tết xong có. Dính miếng thịt vào đây. Rồi ok. Nếu bạn nào mà cần chim thì cứ liên hệ mình qua số điện thoại mình để trên màn hình nha các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.